Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách làm kem chuối nước cốt dừa. Như các bạn đã thấy ở đây, thành phẩm kem chuối rất là ngon, đặc biệt là rất là thơm. Và mùa hè đang đến rồi thì các bạn có thể sưu tập những món kem, cũng như đồ uống để thực hiện trong mùa hè này nhé. Và để thực hiện thì những nguyên liệu rất là đơn giản. Các bạn cần chuẩn bị ở đây, thứ nhất là khoảng 3 đến 5 quả chuối. Ở đây các bạn nhớ làm chuối sứ. Tiếp đến là khoảng 200ml sữa đặc, một hộp sữa chua, 100ml nước cốt dừa, lạc rang đã rang và giã nhỏ, dừa đã sợi. Và bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị làm nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ bóc chuối và để chúng ta thái thành những cái lát nhỏ. Chuối này chín nhưng mà ở trong rất là trắng và cứng, không bị mềm. Và chuối này rất là thơm. Chuối sau khi đã bóc vỏ xong thì các bạn sẽ thái thành những lát dọc theo quả chuối, hoặc là các bạn có thể thái thành những lát ngang. Các bạn thái những lát khoảng 0,5 đến 1 cm. Sau khi thái chuối xong thì các bạn sẽ chuẩn bị hộp, hoặc là các bạn có thể cho vào những túi zip. Ở đây thì các bạn có thể cho vào hộp này, sau đó các bạn cứ xếp chuối theo từng lớp một. Cứ một lớp chuối thì các bạn lại rác thêm một chút lạc rang và một vài sợi dừa nạo. Các bạn cứ xếp như vậy cho đến khi hết chuối và hết tất cả các nguyên liệu này. Sau đó các bạn sẽ trộn hỗn hợp sữa. Hỗn hợp sữa thì gồm có khoảng 200ml sữa đặc, 100ml nước cốt dừa, một hộp sữa chua. Sau đó các bạn sẽ trộn đều tất cả cái hỗn hợp này lên.
Và sau khi các bạn đã trộn đều hỗn hợp sữa thì các bạn chỉ cần tưới lên trên để ngập cái phần chuối. Và ở phần trên cùng thì các bạn sẽ rát thêm lạc rang và dừa nạo. Và như vậy là với cách làm rất là đơn giản thì các bạn đã làm xong cái khâu chuẩn bị làm kem chuối, và còn một công đoạn cuối cùng nữa thôi là các bạn đã hoàn thành sản phẩm kem chuối rất là đơn giản. Và bây giờ thì các bạn chỉ việc cho kem chuối vào hộ và các bạn sẽ cho vào tủ lạnh. Các bạn để tủ lạnh khoảng 4 đến 5 giờ. Và đây là sản phẩm sau khi các bạn để tủ lạnh. Và để cho kem nó dễ lấy ra khỏi hộp thì các bạn sẽ để xuống một chậu nước. Sau đó các bạn dùng dao để lách các bên dừa. Và đây là sản phẩm kem chuối sau khi đã hoàn thành. Bây giờ các bạn chỉ việc cắt ra và thưởng thức thôi. Rất là hấp dẫn phải không ạ? Và khi ăn thì rất là thơm, thơm mùi nước cốt dừa của lạc rang. Và mình hy vọng rằng cái chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Và ngoài ra thì rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như góp ý của các bạn. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Và chúc các bạn ngon miệng.